Vừa Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách thân mến ơi, thì chiều nào em cũng tranh thủ em xếp hàng cho khách nha. À, và đây là những cây mai 7 mùa, dạ Phú Tân 7 mùa nè. Em đóng như thế này ha. Thì cả nhà mình thấy là một cái thùng rồi cơ thêm một cái thùng nữa, nên là rất là gắn chắc nha mọi người. Thì em đóng cho khách đây. Đó, đây là những cái lô hàng mà khách thân mến đã ủng hộ cho vườn Mai Như Huỳnh ha. Thì em tranh thủ là em đóng ngày nào thì em sẽ đóng dứt điểm ngày đó để cho khách không phải chờ đợi ha. Thì đây là mai con quấn rễ em đang bán loại 5.000 một cây nè mọi người. Đó. Thì khách ơi, rất là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã ủng hộ vườn Mai Như Huỳnh ha. Rồi mọi người ơi, em giới thiệu với cả nhà mình, đây là cái lô mai Đại Lộc nè. Mọi người có thể sưu tầm để mà chúng ta chơi mini á, để trên bàn á mọi người, cũng khá là đẹp luôn á. Thì cả nhà thấy là đang ôm nút nụ rất là nhiều nè. Nó ôm nút nụ chi chít nè mọi người. Đó. Với những cái cây mini nó tầm chừng khoảng có 2 gang tay em thôi. Nhưng mà về mình để được ở trên bàn, nó không có không gian hẹp á cả nhà, thì cây nó rất là, nó không chiếm nhiều diện tích ha, nó không mất không nhiều cái không gian của mình. Còn nếu như muốn lấy bo thì em lấy những cái cây mà nó hơi dài bo tí xíu ha. Rồi, mọi người thấy nè. Nó ôm nút nụ nè. Nút nụ nu luôn á. Những nút nụ này to như thế này thì nó sẽ cho cái bông rất là chất lượng nha mọi người. Đó, cả nhà thấy ha. Rồi, đây là Đại Lộc nha, 125.000 một cây. Và 4 cây em bao phí vận chuyển nha mọi người. Tất cả thì đều được gốc, ghép gốc quấn rễ nha. Có cây thì nó cũng liền có 100, có cây thì nó cũng còn mém một tí ha mọi người ha. Rồi đây, đây cả nhà. Đây là Đại Lộc. Rồi em qua một loại nữa ha. Một loại nữa đó là hàng mai giống. À, có cái một cái bông nè, em giới thiệu với cả nhà mình cái bông nè. Đây là cúc, cúc này là cúc 7 tầng nha. Thì em cũng bán là 125.000 một cây. Nhưng mà cái loại này là mai giống cả nhà. Mai giống thì cây nó không có bự lắm, nó không có cao lắm ha. Bởi vì cái giống của nó thì nó mới cả nhà. Nên thành ra là nó không có bự bằng cái Đại Lộc và Siêu Nụ hay là Tân Châu ha. Rồi cây 7 tầng này cả nhà có giá là 125.000 một cây. Đó, ghép gốc nhớt rồi nó cao khoảng cỡ 3 tấc mấy trở lên cả nhà, 36 cm. Nó có chiều cao vậy thôi chứ cành nhánh nó không có nhiều ha. Rồi, nó đang nở nụ nè cả nhà. Chắc mình cũng có được vài cái bông để mà mình ngắm á. Rồi hoa của cúc 7 tầng nè, cả nhà thấy nó vuông không? Rất là đẹp ha. 125.000 một cây và 2 cây thì em bao phí vận chuyển. 3 cây em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Mình xin lỗi. Cả nhà có thể mua mỗi một loại một cây ha. Mai giống thì nó như thế này đây. Rồi đây là cúc bi nha cả nhà. Cúc bi thì 80.000 một cây. Đó, cây này cũng cỡ 3 tấc rưỡi. 80.000 một cây và 3 cây cũng bao ship. Rồi bên đây thì Quỳnh cũng có, này là tây thi. Tây thi nè cả nhà, tây thi thì cũng 125.000 một cây ha. Rồi bây giờ cả nhà thấy nè, cái loại này đỏ đỏ nè cả nhà. Đó, cái lá nó đỏ xinh ghê luôn á. Rồi ha, gốc thì đẹp vô cùng nha. Gốc quái không luôn, ghép gốc quấn rễ đẹp nữa. Loại này cũng cỡ 3 tấc rưỡi, đây là cúc gia định ha. Cúc gia định nè mọi người. Đó. Cây này thì 100.000 một cây và 3 cây như thế này thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cả nhà thấy cây cực đẹp luôn nè. Cái màu lá nó cũng đọc nó cũng đỏ đỏ nữa. Rồi cái hoa nó duyên lắm mọi người. Đó, đây là cúc gia định ha. 100.000 một cây. Cây em thấy nó cũng ra được vài cái nhánh nhỏ nhỏ nè. Nó dựng ngọn lên về nè. Mai giống thì mai giống chán lắm mọi người. Mai giống thì những cái giống mới nên thành ra là chỉ cao vài tấc là bắt đầu là đã gửi cho mọi người đang lấy bo rồi. Nên là mọi người chăm mai giống cho Quỳnh thì nó hơi nhỏ nên chăm thêm giúp em nha. Rồi 100.000 một cây ha. 3 cây em bao phí. Rồi bên đây cả nhà, bên đây em có là hoa hồng Thanh Tú nè. Nói về cái độ đỏ thì hoa hồng Thanh Tú là đỏ nhất, cái đọt đỏ nhất trong các cái loại ha. Đó, nó sao đó, nó ngang với cái cúc đọt đỏ luôn cả nhà. Nó đỏ lá như thế này mà rất, lá nó khá to, rất là duyên. Rồi cái hoa nè mọi người thấy nè, này nó tàn rồi. Đây, quá trời nụ à, nụ tròn dấu nụ luôn ha. Thì cây này là 100.000 cây nha mọi người, 100.000 một cây. 3 cây em bao phí vận chuyển cho mình nha. Đó, cái đọt nó đỏ vô cùng luôn nè. Rồi, cả nhà hết thì alo cho em ha. Rồi bên đây em có cúc bi nè. À, Quỳnh xin lỗi, cúc vip. Nãy em đi hiểu cúc bi rồi. Cúc vip ha. Cúc vip thì 100.000 cây ha cả nhà, 100.000 cây. Đó, cúc thì nó như vậy thôi. Mình về mình lấy bo mình chăm thêm giúp em nha. Cao cũng khoảng 3 tấc rưỡi á. Cây này 4 tấc luôn á chứ.
Rồi 80 ngàn một cây ha. Bên đây em có cúc cam nha mọi người, màu cam cà gót, thì loại này cũng 80 luôn. Rồi bên đây mình có ai thích lại đọc 80 á, mình chơi ít nụ thôi mà mình nhỏ nhỏ á, để lấy bo, ít bo thì chọn cái loại này, 80 ngàn ba cây em bao ship. Đây mọi người, đế nó cũng khá đẹp nè. Rồi siêu nụ, hàng siêu nụ này á thì 100 ngàn, còn em có lô 125 đó nha mọi người, siêu nụ. Rồi ha, bên đây 150 cánh cả nhà, 150 cánh nè, cánh hoa EX nè. Loại này thì 80 ngàn một cây. Đó, 80 ngàn một cây nha, cúc 150 cánh. Rồi bên đây em có hai tầng của bông đội bông, hay gọi là hai tầng hoàng hậu, thì cũng 80 luôn nha. Đó, cây mây giống á thì nó chỉ có 3-4 tấc là đã gửi cho mọi người rồi. Rồi con này, cây này đây, bé bé xinh xinh nè, Quỳnh Tấn Phát nè mọi người. Loại này ngắn ngủn luôn, có 16cm thôi, 18cm thôi cả nhà, gan tay em ha. Loại này thì 100 ngàn cây nha mọi người, và ba cây em bao ship. Mình về mình cũng lấy giống được nha. Đây là Quỳnh Tấn Phát, hai tầng của Quỳnh Tấn Phát ha. Rồi bên đây em có ngọc mai và rồng bay luôn. Ngọc mai thì cũng được 4 tấc rồi đó, rễ nè, cũng rễ đẹp ha, đang nằm ở trong chậu C6 nha mọi người. Những và lưu ý giúp em, những cái cây này về không cần phải thay vào chậu gấp nha mọi người, bởi vì cái lượng phân trong đây vừa đủ để nuôi nó rồi. Mình để mình lấy bo, mình ghép vào mây phôi, hoặc là mình chăm thêm từ từ ha, không cần phải thay nữa nha mọi người. Đó, em bận quá không làm cỏ được luôn nè. Rồi bên đây ha, bên đây em có rồng bay nè, khá tốt luôn, cũng 80 ngàn luôn cả nhà, 80 ngàn một cây luôn ha. Rồi à, em có cái giảo nu xù nè. Giảo nu xù này bây giờ ha, bữa nay em sale cho hết cái mẫu này luôn nè. Cái mẫu này giờ em sale còn có 100 ngàn cây nè mọi người. Ai mua cái loại nu xù này thì nhanh tay ha. Quỳnh đang sale nè, bữa nay sale lớn luôn nè. À, Tết rồi em cũng cần chỗ để trống trống để em bán mai Tết á, nên ra bây giờ em sale một số loại mai giống luôn. Thì chiều nay em sale cái này là 100 ngàn cây nè mọi người. Ai lấy ba cây em bao ship nha. Trời ơi, chắc sale luôn, khuyến mãi luôn cỏ quá. Trời ơi, mình bận quá trời, mình làm cỏ luôn mọi người. 200 ngàn cây nha, mình lấy bo được nha cả nhà. Ghép chỗ nào thì nuôi chỗ đó. Cái loại này mà hãy ai mà sưu tầm để bù thấy quái cho cây á, thì chúng ta mua nu xù ha. Rồi ha, nu xù. Rồi bên đây em có mấy cái bông đang nở nè, đố mọi người chứ cái này là bông gì. Cả nhà không có thấy cái nhị đâu đúng không ạ? Thì đây chính là cúc không nhị của Hoàng Huyết Long nha. Phải nói là cưng vô cùng luôn. Nó không có cái nhị đỏ mọi người. Sắc hoa lúc nào cũng như thế này. Mặc dù nó rụng rồi nhưng mà cái màu nó vẫn nè. Mọi người thấy nè, nó đang sắp tàn nè. Nhưng mà cái màu nó vẫn tươi đúng không cả nhà. Nó không có thay đổi sắc luôn á mọi người. Đó. Thì cái không nhị này nó được cái là như vậy ha. Ít rụng nụ nữa. Cả nhà thấy cái cây mini, siêu mini vậy thôi mà quá trời nụ luôn. Nở rất là đều luôn, 80 ngàn một cây ha. Mọi người sưu tầm không nhịn Hoàng Huyết Long rất là duyên luôn nha. Rồi bên đây nè, em có quá trời giống nữa nè, Thọ Hương cả nha. Thọ Hương thì 80 ngàn một cây luôn nha, 80 ngàn một cây. À thôi, chiều nay em sale luôn, còn có cái lô này nè. Cái lô này em thấy nó ôm nụ quá trời luôn. Đó, thì em sale nè. Em sale cái này là 70 ngàn một cây luôn. Và 4 cây em bao ship nha cả nhà. 4 cây mới bao ship chứ không phải 3 cây như trước ha. Nhưng mà em sale 70 ngàn một cây luôn. Đó, chiều nay sale lớn luôn cả nhà ơi. Em thấy nó cũng đang có cái một số cái nút nụ nè mọi người. Có những cây nó có nụ á, nó ôm nụ nè. Thì đế đẹp không luôn nha. Còn chắc cũng khoảng cỡ mấy chục cây, gần 100 cây á cả nhà. À, ai thích thì alo em nha. Đây là cúc Thọ Hương nè, hoa thơm dễ chăm nè ha, sale 70 ngàn cây, 5 cây bao ship. Rồi bên đây em có hoàng đế mọi người, hoàng đế nó ôm nút nụ quá trời nè. Đây là giảo hoàng đế ha, bông to 7-8cm luôn, tiết diện á mọi người. Ai lấy cái loại này thì 100 ngàn một cây nha. Bên này em có lá ngọc cành vàng luôn, lá ngọc cành vàng là 90 ngàn một cây ha. Giống này mình thường thuộc luôn, mình lấy bo thoải mái luôn á mọi người. Đó, lá ngọc cành vàng. Rồi bên đây em có là giảo cam nè. Phải nói cây giảo cam này nó to khủng bố luôn á cả nhà, to quá trời luôn nè. Và nó cực kỳ tốt luôn ha, màu cam cà gót nha. 100 ngàn cây, 3 cây em bao ship.
Rồi bên này em có nhung nè. Giảo nhung nhìn mắc cười lắm cả nhà, nó có 18 cm thôi nhưng mà đang hút hàng á. Rồi mình lấy được vài bo nên là thành ra là em cũng có ít ha. Đó, 80.000 một cây luôn. Rồi em có này là Indo cả nhà, Indo nè, 100.000 một cây luôn. Đó, Indo ha. À, 3 cây em bao ship nha, 4 cây bao ship. Rồi bên đây có giải độc đỏ nè cả nhà, là 80. Giải độc đỏ 80 nha cả nhà. Rồi, em có mây quắn nữa. Quắn này thì 350 3 cây. Gốc to nè cả nhà, quắn nó cũng bây giờ em thấy nó cũng gai dài dài rồi nè. Đó, em ghép cái gốc to đùng luôn. Đó, 350 3 cây ha. Rồi, khách thích loại nào thì alo cho em nha. Em thấy mọi người cái sắn này cả nhà mình về chắc cũng lấy được ít bo chứ không có nhiều bo nha cả nhà. Đó. Rồi. Còn loại nào nữa không ta? Có rất là nhiều loại luôn á mọi người. Rồi cả nhà ơi thì khách thích loại nào alo cho em ha. Em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Hình như là em còn một cái loại nữa, cúc tư long á. Cúc tư long nè cả nhà. Cúc tư long nè, 80.000 một cây nha. Giống này rất là ok luôn, mặt hoa khá to. Rồi em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.